Hello anh em nha, chào mừng anh em đã quay lại kênh của mình nha. Mình có một con A10S thanh lý cho anh em nha. A10S máy mới ha, giá thị trường vẫn là 3 triệu, hơn 3 triệu nha. Một con duy nhất thanh lý cho anh em, một nguyên hộp full box, cấp cáp đầy đủ. Giá thanh lý bảo hành anh em 3 tháng nha. Giá thanh lý bảo hành anh em 3 tháng, máy là như mới. Nhưng mà do lúc mà lấy máy xe khách xem á, khách làm cắn nhẹ một phát nên nó bị một vết cắn ở đây. Đây, đó, một vết cắn ở đây nha. Nên mình sẽ bán giá máy cũ, máy thanh lý bảo hành 3 tháng cho anh em. Samsung A10S giá thanh lý 2,2 triệu, bảo hành 3 tháng cho anh em, 2,2 triệu. A10S thanh lý máy mới cho anh em, chỉ có một góc nhẹ thôi, anh em mua yên tâm sử dụng. Rồi, thân ái chào cả nhà nha, anh em nhớ bấm like video ủng hộ kênh mình nha. Chào anh em.